Xin chào các bạn, bên cạnh mình đây là Audi Q5 Facelift 2021 vừa mới được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Thì trong cái lần ra mắt lần này, Audi Việt Nam sẽ bán hai phiên bản, một phiên bản tiêu chuẩn và một phiên bản S-Line. Tất cả đều sử dụng chung một cái động cơ có công suất là 250 mã lực và hệ dẫn động 4 bánh Quattro rất là nổi tiếng. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn cùng xem chi tiết về cái mẫu Audi Q5 vừa mới ra mắt tại Việt Nam này. Điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Audi Q5 đó chính là những cái đường nét thiết kế rất là mới của Q5. Nếu như mà các bạn có thể nhìn lại những cái mẫu Audi Q5 trước đây thì sẽ nhận thấy nó luôn có một cái nét thiết kế gì đó rất là bầu bĩnh, rất là đầy đặn. Tuy nhiên với chiếc Audi Q5 Facelift 2021 này, những cái đường nét đó nó đã bớt đi rất là nhiều và gần như nó đã thay đổi một cái ngôn ngữ mới. Ngay như với cái phần ốp bánh xe ở bên hông đây thì cái tạo hình của nó đã có những cái đường cắt rất là gọn gàng, rất là dứt khoát. Hay ngay như với cái phần nắp capo ở đây thì nó đã có một cái đường gân dập nổi cực kỳ sắc bén. Và tổng thể lại thì nó tạo ra được một cái hình rất là góc cạnh và rất là cá tính. Với cá nhân mình cho rằng thì đây sẽ là một cái thiết kế rất là tương lai của Audi. Và đặc biệt nhất đó chính là nó vẫn thể hiện được cái nét cá tính riêng và rất là khác biệt với những người anh em đồng hương. Phiên bản mình đang quay trong cái clip này đó chính là cái phiên bản S-Line. Nó sẽ có giá cao hơn phiên bản tiêu chuẩn khoảng hơn 100 triệu đồng. Chủ quan mà nói thì cái mức giá cũng như trang bị theo xe Audi Q5 lần này nó có một cái sức cạnh tranh rất là lớn. Với cái phiên bản S-Line ở đây thì mình nhận ra ngay được cái phần mặt ca lăng đó mang một cái nét thiết kế mới. Có lẽ là để các bạn để lại cái sự bình luận ở bên dưới xem về cái nét thiết kế này nó xấu hay là nó đẹp hay là các bạn có thích nó hay không. Còn cá nhân mình thấy thì nó vẫn thể hiện được cái sự mạnh mẽ. Đồng thời cái nét thiết kế chung, nhận diện chung ở cái phần mặt ca lăng thì nó vẫn gần như không thay đổi. Gần như không thay đổi mặc dù cái kích thước nó đã lớn ra. Ở đây mình sẽ nhìn thấy trang bị như là camera 360 độ. Ở đây chỉ là trang bị trên phiên bản S-Line thôi. Còn phiên bản tiêu chuẩn sẽ không có cảm biến cảnh báo va chạm ở phía trước. Rất là đầy đủ. Đối với phần đèn chiếu sáng thì có lẽ mình cũng giống như hầu hết rất là nhiều anh em. Đó là rất là thích những cái nét thiết kế của Audi khi mà nói về đèn chiếu sáng. Với phiên bản Q5 này, cái họa tiết nó đã được thiết kế hoàn toàn mới. Tất nhiên rồi, nó sẽ có một cái nhận diện đặc biệt của Audi. Khi mà nhìn vào ngay từ xa là mình sẽ biết đây là những chiếc xe Audi. Tất nhiên anh em có thể cá nhân hóa nó với những cái công nghệ mới, đèn LED Matrix. Giữa hai phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản S-Line thì cái phần bumper phía trước nó có khác biệt một chút xíu. Tuy nhiên cái ngôn ngữ chung, cái ngôn ngữ mới của Q5 nó đã luôn thể hiện được cái sự mạnh mẽ, cái sự cá tính rồi. Nên là cái phiên bản S-Line ở đây nó cũng sẽ không có quá khác biệt so với phiên bản tiêu chuẩn nhiều lắm đâu. Bây giờ mình sẽ xem thử cái phần động cơ. Như mình chia sẻ ngay từ đầu thì cả hai phiên bản Audi Q5 bán tại Việt Nam lần này đều sử dụng chung một cái khối động cơ 2.0 lít tăng áp. Mặc dù đây là một cái phiên bản facelift, tức là cái phiên bản nâng cấp giữa vòng đời thôi, tuy nhiên Audi đã cập nhật cho chiếc Q5 thế hệ động cơ mới. Đây là cái thế hệ động cơ được ứng dụng công nghệ mild hybrid, tức là một cái công nghệ điện lai nhẹ. Nó sẽ bổ trợ sức mạnh cho động cơ ở giải vòng tua thấp, cũng như nó sẽ giúp động cơ có khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhiều hơn khi các bạn chạy trớn, khi các bạn chạy đường dài, khi mà không cần một cái sức mạnh tăng tốc, chiếc xe nó sẽ có thể tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt. Thì đây là một cái công nghệ mà rất là nhiều hãng khác cũng đang bắt đầu ứng dụng trên chiếc xe của họ. Và có thể nói Audi đã đi một cái nước đi rất là sớm khi mà ứng dụng những cái công nghệ này vào xe. Và cái mức công suất tối đa động cơ này đạt được đó chính là 183 kW, tương đương với 250 mã lực. Và cái mức moment xoắn mà nó đạt được lên đến 370 Nm. Đây là một con số rất là ấn tượng. Và chiếc Audi Q5 này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 trong vòng khoảng 7,6 giây. Với một chiếc xe SUV thì đây là một cái con số đã đủ ấn tượng rồi. Tất nhiên để chinh phục thì mình cần phải trải nghiệm thực tế cái mẫu xe này thì mới có thể chia sẻ cặn kẽ hơn về cái khả năng vận hành của nó. Và một điểm nữa đó chính là trang bị về cái hộp số. Thì Audi Q5 mới đây được trang bị cái hộp số S-Tronic 7 cấp và cái hệ dẫn động 4 bánh Quattro thông minh thế hệ mới. Nó thông minh tức là ở cái điều kiện vận hành thông thường thì nó sẽ dẫn động cầu trước, và đối với những cái điều kiện đường địa hình mà cần sử dụng đến cầu sau thì hệ thống điện tử sẽ can thiệp đến bộ đôi ly hợp để bắt chuyển động 4 bánh. Và chuyển động này nó là điện tử điều khiển ly hợp, gần như cái người điều khiển xe sẽ khó để có thể nhận ra được cái sự thay đổi này.
Bước sang bên hông thì các bạn có thể nhìn thấy ngay sự khác biệt với cái bộ bánh mâm thể thao với 5 chấu kép và kích thước là 19 inch. Thì đây là cái trang bị ở trên phiên bản S-Line mà thôi. Còn phiên bản tiêu chuẩn thì bộ bánh mâm nó sẽ là 18 inch. Đồng thời nó cũng sẽ không có biểu tượng S-Line như ở đây. Ngay như cái phần bên hông thì các bạn có thể nhìn thấy cái phần gân dập nổi ở đây nó cực kỳ sắc bén, rất là sắc cạnh luôn. Tất nhiên, ở đây là một cái ngôn ngữ mới và chúng ta sẽ cần có một cái thời gian để cảm nhận nó nhiều hơn. Ở trang bị khác thì với những chiếc xe sang thì có lẽ mình cũng không nên nói quá nhiều. Ví dụ như cái phần gương chiếu hậu chỉnh điện với tất cả những cái tính năng sửa sấy đầy đủ. Và trang bị camera 360 độ cho phiên bản S-Line. Và tiếp theo ở đây là tay nắm mở cửa thông minh. Trên cả 4 tay nắm cửa đều trang bị tay nắm mở cửa thông minh, với một cái phần chạm cảm ứng ở đây, chỉ cần chìa khóa trong người và tay tới chạm để đóng hoặc mở thôi. Về phần chiều dài trục cơ sở thì nó vẫn giữ ở cái mức 2m850, tương tự như là cái thế hệ trước. Tuy nhiên cái chiều dài tổng thể của chiếc xe nó có nới rộng đi một chút xíu. Hy vọng rằng nó sẽ tiếp tục mang đến cái không gian nội thất nó rộng rãi hơn, ít nhất là so với cái phiên bản tiền nhiệm. Ngoài ra những cái trang bị khác thì có thể kể, ví dụ như hệ thống phanh ở phía trước với cùng phanh rất là lớn, và hệ thống treo tay đòn kép. Còn ở phía đằng sau thì sẽ là hệ thống treo đa liên kết. Tất nhiên rồi, cái hệ thống treo thì cấu hình nó là như vậy, tuy nhiên cái khả năng vận hành thì nó có thể nó sẽ khác. Chúng ta cần trải nghiệm thực tế để có thể hiểu nó nhiều hơn. Nếu như mà anh em mua xe thì cũng nên test drive chạy thử để cảm nhận. Còn nếu như mà anh em đã tin tưởng tuyệt đối vào Audi thì có lẽ cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Phần phía sau xe thì khá là truyền thống, với cái phần mái dốc nó dốc về phía sau và còn lại một chút xíu cái đường nét thiết kế giống như là những cái thế hệ trước. Đó chính là cái phần đuôi nó được làm với một cái đường cong như thế này, ngay như cái phần nắp cốp cũng như là cái phần bumper ở đây. Tuy nhiên nó vẫn có sở hữu cái đường nét chung của xe, đó chính là những cái đường gân dập nổi cũng như là những cái vết mài hay là giống như là một cái vết cắt rất là thẳng thớm, rất là dứt khoát. Tuy nhiên nó vẫn có một chút gì đó của cái thế hệ trước. Và ở đây thì mình sẽ nhìn thấy được cái tên của phiên bản, đó là 45TFSI. Quattro tức là hệ dẫn động 4 bánh, còn 45 thì với anh em am hiểu Audi thì nhìn vào số 45 là biết được cái sức mạnh của nó rồi. Việt Nam lần này không bán phiên bản là 200 lẻ mấy mã lực. Bộ đèn của xe sẽ là một cái chi tiết mà rất là ấn tượng với mình. Nó khác biệt so với cái sự ấn tượng thông thường của Audi nó gây ra cho mình. Cái mà mình ấn tượng ở đây đó chính là với thế hệ Audi Q5 này, đó là hệ thống đèn Digital Light. Thì Audi là hãng đầu tiên mang cái hệ thống đèn chiếu sáng, đèn pha, đèn phía trước Digital Light lên chiếc xe của mình. Mình nhớ không nhầm đó là vào tháng 3 năm 2020 trên một cái mẫu xe điện. Và Audi Q5 là một chiếc xe đầu tiên được trang bị hệ thống đèn Digital Light ở phía sau. Chiếc xe này không có ở phía trước nhưng nó được trang bị ở phía sau. Và theo như mình tìm hiểu, tại Việt Nam mình để mua được cái gói trang bị có cái đèn đó thì có lẽ là sẽ phải đợi một thời gian khá là lâu. Tuy nhiên mình muốn giới thiệu để các bạn biết được rằng nó sẽ có thể có được một cái trang bị như vậy. Rồi, có lẽ là mình cũng không còn gì nhiều với cái nét thiết kế này của Audi thì nó sẽ không quá mới đâu. Mình đứng ở đây mình nhìn với góc độ này thì nhìn thấy được chút nào đó thân quen. Ngoài ra thì vẫn sẽ là những camera lùi nè, cảm biến hay là hệ thống ống xả kép ở bên dưới. Tất nhiên rồi, những cái đường mạ chrome phía trên cũng như là phía dưới hay là xung quanh xe, phía trước xe, hai bên xe, trái phải. Đó sẽ là những cái nét tạo thêm một chút điểm nhấn cho cả chiếc xe. Bây giờ mình sẽ xem thử cái phần cốp. Cốp mở điện, cốp lên khá là nhanh. Mình thấy mấy chiếc xe Audi cái phần cốp điện nó lên khá là nhanh. Phần không gian cốp thì đối với như Audi Q5 nó là một cái kích thước, nếu như mà theo tiêu chuẩn nước ngoài ấy, thì họ sẽ là gọi là cỡ nhỏ. Còn cá nhân mình cho rằng thì đây là một cái kích thước cỡ trung và nó sẽ tương đồng với những cái mẫu xe khác quen thuộc hơn ở Việt Nam như là Mercedes-Benz GLC hay là BMW X3. Đó là những cái tên có thể các bạn rất là quen thuộc. Thì cái kích thước của những chiếc xe này nó tương đồng như nhau. Ở đây sẽ là cái không gian cốp với cái dung tích là 580 lít. Và nếu như các bạn gập cái hàng ghế phía trước thì nó sẽ mở rộng thêm được 1.000 lít nữa. Tức là sẽ đạt được con số là 1.580 lít. Để gạt cái ghế xuống thì chúng ta sẽ có hai cái lẫy ở đây. Đó, gạt xuống một cái là cái ghế nó đổ rồi. Cũng như bên phải thì mình cũng sẽ gạt một cái. Còn cái phần nắp che ở đây thì mình có thể tháo rời ra được ha. Còn nếu như mà không thì chúng ta sẽ có thể dùng nó để che cho khỏi hành lý nó bay lên khi mà chúng ta đi đường giảm sóc á.
thì xe SUV ví dụ như ở nhà mình dùng thì mình hay cất cái này luôn, chẳng khi nào dùng tới. Xem qua một vòng thì ở dưới đây sẽ là cái phần lốp sơ cua. Thì Audi có cái phần lốp sơ cua tiết kiệm diện tích. Tiết kiệm diện tích tức là các bạn có thể nhìn thấy cái thành lốp nó mỏng mà, rất là mỏng luôn. Và khi mà bơm lên thì nó sẽ căng phồng bự ra. Còn khi mà xì xẹp hơi thì nó sẽ tiết kiệm tối đa cái diện tích này. Rất là hay. Còn có cái bộ dụng cụ vá xe nữa, độ xe. Mặc dù kích thước của trục cơ sở vẫn nằm ở mức là 2m8-20, tuy nhiên mình đã nhận ra được không gian nội thất nó đã có phần rộng hơn chút xíu. Và Audi họ cũng đã tùy biến cái không gian này để làm sao đem đến cái cảm giác thoải mái nhất. Điển hình giống như là cái ghế mình ngồi ở đây, nó có thể chạy tới hoặc lui. Đó, khá là thoải mái ha. Đây là mình sẽ đưa hết về đằng sau. Đồng thời cái phần tựa lưng ghế phía sau cũng có thể điều chỉnh được với những cái nấc để mình thường ngả hết. Xin lỗi, mình sẽ đưa cái ghế tới trước một chút xíu nè. Rồi mình sẽ thử ngả coi. Rồi cái mức này là mức tối đa rồi, tức là ngả ra tối đa. Đó, không thể ngả thêm được nữa. Ít nhất chúng ta cũng phải ngồi với cái tư thế như thế này. Nói về trang bị thì trên phiên bản S-Line này nó sẽ có hơi khác biệt một chút xíu khi mà Audi sử dụng cái phần da kết hợp với sợi microfiber. Nó là những cái sợi giống như là sợi vải siêu nhỏ được may, được dệt với nhau với cái công nghệ cao. Và chúng ta sẽ có một cái phần ghế ngồi rất là êm, đó là cái phần ở phía dưới đây. Có một điểm đó là cái phần ghế nó không có quá lớn. Không biết rằng đây có phải là một cái ngôn ngữ để đề cao cái tính thể thao hay không. Tuy nhiên nếu như mà anh em tạo người to thì mình nghĩ rằng có thể sẽ thấy rằng cái phần ghế nó hơi nhỏ chút xíu. Không phải là chật mà là cái ghế nó hơi nhỏ. Ở đây là mình sẽ có cái bệ tì tay. Có khóa luôn. Ở bên đây mình sẽ có cái rèm che nắng. Đây là những cái trang bị tiện nghi mặc dù rất là nhỏ thôi nhưng nó cực kỳ hữu ích trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng xe thực tế. Có một cái trang bị rất là cao cấp ở trên cái phiên bản S-Line này. Và nếu như mà anh em mua Audi Q5 thì mình cũng sẽ khuyên anh em mua phiên bản S-Line. Đó là bởi vì ngoài việc một số những cái trang bị có thêm ra thì trong số đó nó có một cái mà mình rất là thích. Đó chính là cái bộ loa B&O công suất là 755W và có tổng cộng 19 loa âm thanh vòm surround. Thì B&O là một cái thương hiệu làm loa rất là nổi tiếng và những cái dàn âm thanh B&O thì thực sự là rất là tuyệt vời. Và với cái phiên bản này nó được trang bị cái loại rất là cao cấp rồi. Nó không phải là những cái phiên bản thấp giống như là 400W, 300W nữa. Một cái phiên bản cực kỳ cao cấp để chúng ta có thể thực sự hưởng thụ và trải nghiệm cái âm thanh cao. Trang bị khác ở đây đó chính là cái phần cửa gió máy lạnh phía sau, hai bên trái phải. Và thêm một phần nữa đó chính là cái phần điều chỉnh nhiệt độ. Không điều chỉnh được gió nhưng mà chúng ta có thể điều chỉnh được nhiệt độ. Mấy cái nút bấm mà Audi họ làm ngay như cái phím bấm mở cửa cốp hồi nãy thôi. Nó cũng có một cái hành trình rất là nông. Cảm giác như nó là một cái nút bấm trên một cái thiết bị điện tử vậy, chứ không giống như là trên một cái chiếc xe hơi. Trang bị mà mình đặc biệt quan tâm đối với những chiếc xe có cái gói trang bị thể thao, ví dụ như Audi Q3 đó là S-Line, đó chính là cái phần ghế ngồi. Cái phần ghế ngồi thể thao, mặc dù chúng ta không đi xe thể thao đi chăng nữa, nó vẫn cho chúng ta nhiều cảm xúc hơn. Chúng ta sẽ ngồi nó với một cái tư thế yên tâm hơn, vững vàng hơn và chúng ta sẽ tiếp xúc được với cái chiếc ghế nhiều hơn, ngay những cái phần bên dưới cũng như là hai cái phần bên hông. Và mình rất là thích những cái bộ ghế như thế này và mình tin rằng có thể rất là nhiều anh em cũng sẽ cùng quan điểm với mình. Cái khoang nội thất thì nó vẫn chưa mang được cái ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới theo cái ngôn ngữ mới của Audi, đó là một cái phần màn hình ở đây và một cái phần màn hình ở đây nữa đó. Tuy nhiên thực tế mà nói, những người sử dụng xe sang nói chung thì nó chỉ giải quyết được cái vấn đề thẩm mỹ thôi. Còn quá trình mà chúng ta sử dụng và thao tác hàng ngày thì nó sẽ là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Ví dụ như đối với Audi Q5 ở đây, hôm trước mình có đăng bài chia sẻ thông tin về cái vấn đề xe ra mắt thì có nhiều anh em nói rằng cái màn hình nó không có đẹp. Thực tế khi mà nhìn ở đây thì tất cả những cái đường nét nó được trau chuốt rất là kỹ càng. Chỉ có duy nhất một thứ duy nhất thôi, đó là vì cái màn hình được làm cái hình dạng đó là hình vuông nên là nhìn cảm giác như nó không hiện đại thôi. Còn ngay khi mà mình ngồi ở đây thì cái cảm giác đó nó hoàn toàn khác. Đặc biệt nhất đó là cái khoang nội thất của Audi Q5 nó dễ dàng để cho mình có thể
thao tác tất cả những cái thao tác ở đây. Cái tay phải của mình, ví dụ như mình ngồi với trong cái tư thế mình lái xe ở đây, thậm chí cái tay phải ngồi một cái tư thế rất là bình thường, mình chỉnh được cái cửa gió điều hòa ở đây. Tất nhiên là ở cái màn hình với cái menu bố trí ở bên tay trái như thế này, mình có thể thao tác rất là thoải mái ở đây. Đó, rất là bình thường. Và đây là một cái nét gì đó mà có thể là trên hình ảnh các bạn có thể hơi khó hình dung, nhưng mà khi mà các bạn sử dụng thực tế thì nó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. À, chưa kể đó là cái giao diện MIB3 của Audi thế hệ mới, nó đã giúp cho người dùng dễ dàng thao tác và sử dụng hơn rất là nhiều. Kết hợp với đó là còn có nâng cấp về sức mạnh, nâng cấp về khả năng kết nối để chúng ta có thể dễ dàng sử dụng hơn. Tất nhiên cái màn hình này hỗ trợ đầy đủ Apple CarPlay và Android Auto rồi. Đồng thời cái chuyện màn hình giải trí ở trên xe Audi mình nghĩ là có một phần thôi, và phần lớn anh em sẽ nhìn vào cái màn hình 12.3 inch kích thước rất là lớn ở đây. Tất cả những cái thông tin đều có thể được đưa lên cái màn hình này, bao gồm cả thông tin tin dẫn đường cũng như là những cái thông tin giải trí khác, thì có lẽ là cái màn hình bên này thậm chí người ta còn không nhìn tới nữa. Đó là một điểm mà anh em cần lưu ý trước khi mà bình luận về cái màn hình giải trí 10.1 inch ở đây. Tất nhiên đó là một cái dòng quan điểm của mình thôi, khi mà mình thực tế ngồi ở đây và đã được sờ qua rất là nhiều chiếc xe, và mình tin rằng đó là những cái mà mình thấy rằng nó thực tế nhất. Nói đi cũng phải nói lại thì đó là một phần nhờ vào cái không gian nội thất nó không có quá rộng lớn, nó không quá bao la. Cái khoảng mà mình để chân ở phía trước đây thì nó rộng, rất là rộng. Tuy nhiên cái khoảng cách giữa hai người thì nó không rộng, cũng như là cái bệ trung tâm ở đây. Ngay cái phần điều khiển trung tâm ở đây thì được tinh giản, rất là ít nút bấm. Chúng ta sẽ chỉ có cái nút chuyển bài volume ở đây, một cái khay nhỏ có lẽ là để một cái vật dụng như là thẻ xe, chìa khóa gì đó. Và cái phần cần số điện tử vẫn theo cái kiểu giống như ở trên những chiếc máy bay, đó là chúng ta gạt lên gạt xuống như vậy đó. Xài cần số này thích hơn cái cần số dạng vặn rất nhiều các bạn. Đừng có thích cái dạng vặn vặn đó, dùng thực tế nó khác lắm. Các bạn chuyển hai nấc số phải vặn hai lần, trong khi cái này chỉ cần một lần là xong. Ở đây sẽ có nút điều khiển phanh tay cũng như là auto hold. Tiến lên phía trước một chút xíu ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hệ thống điều khiển máy lạnh rất là đơn giản ở đây. Thao tác bằng tay thì rất là dễ rồi. Bạn ngay ở đây thò tay ra, có khi tay mình với ra tới tận đây lận. Đó. Ở đây sẽ là một cái hàng nút cảm ứng này. Audi sợ rằng các bạn không biết nút nào với nút nào, chính vì vậy họ làm cảm ứng. Khi mà để chạm nhẹ tay ở đây, cái biểu tượng bên đây nó sẽ to lên tương tự. Đó. Chạm vào đâu nó sẽ hiện lên ở đó. Chắc chắn là các bạn sẽ không bấm nhầm, ngay cả bạn là ban đêm. Và xin nhắc một chút xíu thì hệ thống máy lạnh là 3 vùng nha các bạn, ở bên trái, bên phải và phía sau. Còn hàng nút ở phía dưới này thì nó sẽ là hàng nút liên quan đến khả năng vận hành của chiếc xe. Driver Select đó là điều khiển những cái chế độ lái. Thì có một cái chế độ lái để tối ưu hóa cái nhiên liệu cũng như là hiệu năng. Tiếp theo đó là cái chế độ gì? Chế độ Off-Road, chế độ Individual, chế độ Dynamic. Dynamic là cái chế độ thể thao mạnh mẽ nhất. Hoặc là cái chế độ Auto, chế độ Comfort. Chiếc xe này có khá là nhiều chế độ lái nha các bạn. Tiếc quá mình chưa có xe, chưa có xe demo để mượn để chạy thử chiếc xe này. Rồi, còn lại là một số những cái tính năng rất là cơ bản khác, ví dụ như là chống trượt, đổ dốc, ABC. Cổng sạc thì ở đây sẽ là một cổng sạc USB, và bên trong cốp tì tay thì nó sẽ là một cái cổng sạc USB-C nha các bạn. Những chiếc xe thế hệ mới được trang bị cổng C rồi. Bây giờ mình sẽ mời các bạn xem thử cái màn hình 12.3 inch của Audi Q5 nó hiển thị như thế nào nha. Lên. Rất là nhiều. Rất là nhiều thông tin nó được hiển thị các bạn ha. Nếu như mà chưa quen á, thì có thể sẽ nhìn thấy nó nhiều quá, mình không thể quan sát hết được những cái thông tin mà chúng ta cần. Tại vì đó là mới mà, đây không phải chiếc xe của mình. Đó. Tuy nhiên đây là cái màn hình có thể được tùy biến cái giao diện rất là nhiều các bạn ơi. Chính vì vậy nên là có lẽ là chúng ta cũng sẽ, đó, nãy giờ mình cũng chuyển đổi linh tinh một chút xíu để kiểm tra một số này. Ví dụ như với cái giao diện mà chúng ta sử dụng cái màn hình, nó hiển thị cái bản đồ full luôn. Đó. Ví dụ như là dẫn đường đi. Ví dụ như vậy thì chúng ta đâu cần phải cái màn hình giải trí làm gì đâu, sử dụng màn hình này luôn, tiện hơn á. Đồng thời cái phiên bản này nó còn có HUD nữa. Tuy nhiên cái HUD thì mình không được trình diễn, tại vì không có đi, không biết được.
Đây là cái phần vô lăng thì nó vắt đáy hình chữ D hay còn gọi là D-cut với một cái logo S-Line. Thì đây là cái vô lăng trên phiên bản S-Line rồi, bọc da cao cấp và kích thước nó cũng vừa phải. Cá nhân mình thì mình không thích những cái vô lăng như thế này lắm. Mình thì mình vẫn cái kiểu cổ điển á, nên là mình thích cái vô lăng nó phải tròn xoe luôn. Hơi buồn cười. Tuy nhiên đây lại là cái màn hình mà anh em cực kỳ yêu thích. Tất nhiên rồi, mình nói điều này đó là vì sở thích của mỗi người là mỗi khác nhau. Và lấy chuyển số hai bên đằng sau vô lăng, những cái cần điều khiển cruise control vẫn rất là truyền thống thay vì tích hợp ở trên cái nút ở đây. Cái xe cũ ngày trước mình đi á, cũng là cái dạng cần như thế này, điều khiển rất là thích. Sau này nó chuyển lên cái vô lăng bấm bấm ở đây thì lại cảm giác như là nó không đã và nó không thích giống như là cái cần bấm ở đây nha. Đó là cá nhân mình thôi. Rồi, một số những cái cần điều khiển khác thì có lẽ là mình cũng sẽ không cần phải chia sẻ quá nhiều rồi. Chiếc xe này khá là cao, cái vị trí từ cái ghế xuống dưới nó khá là cao. Và có lẽ là còn rất là nhiều những cái trang bị mới cũng như là hiện đại nữa mà thời lượng nó không cho phép. Và mình sẽ để cho anh em khám phá tìm hiểu thực tế tại showroom cũng như là những anh chị em tư vấn bán hàng. Có một điểm mình muốn nhắn gửi đến các bạn là đối với những cái thương hiệu xe sang, ví dụ như Audi đây, thì khách hàng cái điều quan trọng nhất đó là họ hiểu được chính bản thân họ, cái điều mà họ mong muốn đó là cái gì và cái phong cách mà họ lựa chọn nó ra làm sao. Ngay như từ đầu mình có chia sẻ rồi, Audi Q5 với một cái mức giá theo như mình nhận định thì nó là một cái mức rất là cạnh tranh so với những cái trang bị mà nó đang có. Và nếu như ai đó tìm kiếm một cái chiếc xe thật sự khác biệt và nó có một cái nét cực kỳ riêng. Tất nhiên với những chiếc xe Đức như Audi thì nó có một cái khả năng vận hành cũng rất là cao tính và rất là đặc biệt. Nếu như mà anh em cảm thấy rằng đây sẽ là một cái sự phù hợp thì có thể tham khảo thực tế, chạy thử để có thể cảm nhận và đưa đến cái quyết định của mình. Nếu như không muốn giống với cái số đồng còn lại thì có lẽ mình với một cái số tiền dưới 3 tỷ đồng mình có thể mình cũng sẽ suy nghĩ đến một chiếc xe gầm cao như Q5 đây để làm một cái chiếc xe có thể di chuyển linh hoạt. Còn có lẽ là bây giờ thì mình sẽ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn.